Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Qatar đang trôi về những trận đấu cuối cùng. Chúng ta đã xác định được hai cặp đấu chung kết và tranh hạng 3. Bên cạnh việc háo hức trông chờ vào những màn so tài đỉnh cao, người hâm mộ cũng chẳng kém phần lo nghĩ với những ý niệm về sự kết thúc. Đó có thể là kết thúc World Cup 2022, cũng có thể là kết thúc sự nghiệp quốc tế của một huyền thoại. Lionel Messi chính là một trường hợp như vậy. Mặc dù đã tuyên bố trước khi lên đường sang Qatar, nhưng Leo vẫn khiến người hâm mộ không khỏi chạnh lòng, nuối tiếc khi lên tiếng xác nhận lại quyết định từ giã đội tuyển quốc gia sau khi World Cup 2022 kết thúc. Việc Messi quyết đoán như vậy càng khiến chúng ta kỳ vọng vào trận chung kết, nơi Argentina sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để chiếc cúp vàng, vì đoạn kết viên mãn cho một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Tôi cảm thấy rất vui khi có thể thực hiện được điều này, kết thúc hành trình World Cup của mình bằng trận đấu cuối cùng trong trận chung kết. Sẽ còn nhiều năm nữa mới tới lần tổ chức tiếp theo và tôi không nghĩ mình có tham dự. Do đó kết thúc như thế này là cách tốt nhất. Đó là những chia sẻ của Lionel Messi với hãng truyền thông Argentina Diario Deportivo Ole. Trên thực tế, phát ngôn của Epulga không gây bất ngờ bởi nó là chính xác những gì anh đã dự định từ trước khi giải đấu trên đất Qatar khởi tranh. Chúng ta không thể so sánh nguyện vọng của người này với người khác, nhưng dường như Leo hiểu được cơ thể mình có thể làm được những gì, giới hạn ở đâu, nên anh quyết định đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của mình ở tuổi 35, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra tại Tây Á đi chăng nữa. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Messi thoái chí, chỉ muốn đá thủ tục cho nhanh gọn rồi cuốn gói khỏi đội tuyển quốc gia. Mộc giã từ đội tuyển Argentina sau World Cup 2022 chính là động lực để Epulga dồn hết sức lực, thần trí cho màn trình diễn tại sân chơi thế giới. Quả thật, anh đã khiến những tín đồ túc cầu giáo ở Qatar cảm thấy may mắn như thế nào khi nhìn thấy một vị thần chơi bóng. Sau 6 trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Lionel Messi đã ghi 5 bàn, có 3 kiến tạo để dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Anh cũng là cầu thủ nhận nhiều Man of the Match nhất với chuỗi 3 trận liên tiếp, bắt đầu từ vòng knockout trước Australia, vòng tứ kết với Hà Lan và trận bán kết với Croatia, trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều này. Chưa dừng lại ở đó, Messi cũng đã tích lũy được 11 bàn thắng để phá vỡ kỷ lục của vua sư tử Gabriel Batistuta, trở thành cầu thủ Argentina ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup. Phong độ này của Leo còn ấn tượng hơn phiên bản vốn đã rất cháy khác của anh tại World Cup 2014. Chẳng ai ngờ rằng ở tuổi 35, Lionel Messi lại đang có một màn trình diễn ấn tượng tại sân chơi thế giới. Bảo Argentina chỉ dựa vào Messi đang chiến thắng là chưa đúng, nhưng quả thật là Abisilete vẫn đang cảm thấy mình may mắn khi có được một siêu nhân trong đội hình. Không ngoa khi nói rằng Epulga đang đẩy giới hạn của bản thân lên cao nhất cho lần cuối cùng được chơi tại World Cup. Trong nỗ lực của đội tuyển Argentina và đẳng cấp khác biệt của Messi đã giúp họ có được tấm vé vào chơi trận chung kết. Và trước thêm trận đấu, có vẻ như bổn cũ soạn lại khi Leo một lần nữa xác nhận việc mình sẽ giã từ đội tuyển quốc gia sau khi World Cup kết thúc. Dưới góc độ nào đó, Messi muốn các đồng đội hiểu rằng họ đang đứng trước cơ hội rất lớn để làm lên lịch sử. Cơ hội có thể nói là duy nhất, tại lần cuối cùng anh còn khoác lên mình tấm áo đội tuyển quốc gia. Không có anh, có thể Argentina sẽ lại vào chung kết World Cup vào một ngày nào đó trong tương lai. Nhưng ở thời điểm hiện tại, với sự đồng hành của Messi, Abisilete đã có cơ hội quá lớn để vô địch World Cup. Anh muốn tất cả phải nắm lấy nó. Epulga muốn rằng mọi người sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì ngôi sao thứ ba sắp được thêu lên trên ngực áo. Cũng là vì anh, người đội trưởng vĩ đại sẽ không còn xuất hiện nữa sau giải đấu lần này. Không có Messi, Argentina chắc chắn vẫn là Argentina. Nhưng có lẽ chỉ khi có Messi, đội tuyển đến từ Nam Mỹ mới thực sự là một tập thể đáng theo dõi và sở hữu sức mạnh tối thượng cả về trình độ lẫn tinh thần. Vậy thì tại sao trong lần cuối này, tất cả không cùng đồng lòng cháy hết mình vì đỉnh cao vinh quang phía trước? Quyết định giải nghệ sự nghiệp thi đấu quốc tế của Messi chắc chắn tác động mạnh mẽ đến những người đồng đội tại đội tuyển quốc gia. Họ sẽ càng thêm quyết tâm cho cuộc đại chiến cuối cùng này. Câu chuyện về việc khỏa lớp khoảng trống có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là lúc để đề cập đến. Nhưng khi Messi vẫn còn ở đây, tập thể đội tuyển Argentina vẫn sẽ chiến đấu vì anh, hệt như cái cách anh đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Tinh thần đó không phải là phục tùng nô dịch, mà là sự kính trọng, sự quý mến của tất cả các cầu thủ Argentina dành cho Messi sau những gì anh đã cống hiến cho đội tuyển quê hương. Còn trong trường hợp có ai đó cảm thấy ghét bỏ, mệt mỏi anh thì cũng chẳng sao, vì chỉ còn một trận đấu nữa thôi, Messi sẽ không còn xuất hiện trong những lần triệu tập, không còn đồng hành cùng đội tuyển nữa. Vậy nên tất cả hãy cố gắng nốt lần cuối cùng này. Với tôi, Messi có thể chơi bóng đến 50 tuổi. Anh ấy là cầu thủ sắc sảo, trông vẫn rất tốt. Messi biến mọi thứ trở nên dễ dàng, đó mới là điều làm khó nhất. Messi sẽ đưa trái bóng vào góc hiểm nhất, nếu trượt thì đi vào cột hoặc xả. Cái chân trái đó nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ, Lisandro Martinez nói.
Tôi hy vọng đây không phải là kỳ World Cup cuối cùng của Messi. Câu chuyện này luôn được nói tới. Chúng tôi sẽ thuyết phục anh ấy không chia tay đội tuyển. Các cầu thủ đều vui khi được chơi cùng cầu thủ như Messi. Cristiano Ronaldo phát biểu. Nghe những lời này, Lionel Messi có thể mỉm cười vì anh biết rằng mình sẽ không đơn độc trong lần cuối cùng. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà thiếu vắng Messi chắc chắn sẽ buồn lắm. Người hâm mộ bóng đá toàn cầu đã quen với những pha bứt tốc thần sầu, những tình huống rơi dắt bóng như dính keo vào chân, cùng những siêu phẩm đẹp mê hồn được tạo ra từ chiếc chân trái ma thuật ấy. Giờ đây khi không còn những điều đó nữa, cảm giác nhớ nhung, luyến tiếc mới ra diết làm sao. Đó sẽ là những dư vị, những thước phim tuyệt vời không thể sao chép bởi bất cứ cầu thủ nào khác. Đúng như lời anh nói, World Cup cứ 4 năm tổ chức lại một lần. Những kỳ World Cup có Messi thi đấu thì sẽ mãi mãi dừng lại ở năm 2022. Khi Messi xác nhận lại quyết định của mình, át hẳn từ sâu trong tim anh cũng sợ bản thân sẽ lại giang dở với chiếc cúp vàng thế giới. Nhưng khác với năm 2014, Messi giờ đây đã là một người đàn ông kinh qua đủ đắng cay ngọt bùi. Có những ngày trầm mặc, cũng có những ngày hoan ca. Anh đã không còn là cậu thanh niên sợ giang dở và ngại bỏ lỡ nữa. Thứ duy nhất mà Messi nuối tiếc chính là anh đã không làm tròn nhiệm vụ của một cầu thủ phục sự đội tuyển quốc gia. Vậy nên trong lần cuối cùng ra sân tại World Cup, điều Leo quan tâm chính là mình phải thi đấu thực sự hết mình, đóng góp nhiều nhất có thể cho tuyển Argentina về chuyên môn lẫn tinh thần. Còn đích đến vinh quang, hãy để nó lựa chọn gọi tên người xứng đáng. Lionel Messi đã chơi thứ bóng đá như bước ra từ hành tinh khác. Có những trận đấu phi thường để đưa Abyssinate vào chung kết. Kết quả cuối cùng, nếu Argentina vô địch World Cup, thì đó là cái kết viên mãn cho một hành trình đi từ bi thương đến vinh quang của Leo. Nhưng nếu không thể, Messi cũng tự nhủ mình đã cố gắng hết sức và ngẩng cao đầu rời khỏi vũ đài đỉnh cao. Mặc dù không phải là lần đầu tiên đưa ra quyết định này, nhưng Lionel Messi vẫn khiến không ít người chạnh lòng và tiếc nuối. Nếu ai yêu bóng đá đẹp, người đó chắc chắn sẽ không muốn Messi rời khỏi sân chơi World Cup, sàn đấu được xem là đỉnh cao của bóng đá. Tuy nhiên đó là nguyện vọng của Leo. Chúng ta có yêu thương thì hãy tôn trọng quyết định của anh. Thay vì tiếc nuối lưu luyến, chúng ta hãy dành sự chú ý cho màn trình diễn của Messi nói riêng và đội tuyển Argentina nói chung trong trận chung kết. Trận đấu cuối cùng của tuyển Argentina, trận đấu cuối cùng của World Cup 2022 và cũng là cuối cùng của siêu sao Lionel Messi. Mong rằng trời không phụ lòng người, Argentina có thể vô địch World Cup. Đó sẽ là đoạn kết viên mãn cho huyền thoại bóng đá vĩ đại nhất lịch sử.